Đây, theo yêu cầu tết mộc văng nước miếng. Nam vô phục vụ anh em chiến sĩ Nam. Sao nó phục vụ gì hết mày? Nam ơi chào anh đây. Tiếp chơi luôn. Thích bài gì phút bài này. Trong đầu nghĩ ra bài gì là dính liền. Mang cua đi rồi anh em nghe con ra. Được. Đâu thì là sáu rồi. Trong cơn mơ tự nhiên lòng con vậy nào. Thằng lái đi. Đang quay phim đấy. Ở đây nó bị ngược sáng. Thân như ơi, lòng con luôn mơ, con muốn thấy những lúc mẹ vui, thấy nụ cười ngày nào, có không phải bận tâm nỗi đau. Tỏ lên. Từ lúc con về thì thấy mẹ luôn được mạnh khỏe. Mẹ giúp con ngủ chìm vào giấc mơ lúc đêm về. Đọc lại bài thơ mà con tặng mẹ từ ngày mà con mới biết viết. Lẽ chứng ngồi đọc mẹ như yên hơn bao giờ hết. Tiếng gió sờ sạc vào cùng tiếng ru mẹ con làm tiếc. Điều con chờ bấy nhiêu đó đã đủ biết. Từ hơi thở, từ giấc ngủ mẹ ban cho con tất cả. Và nếu con chết thì lúc đó chỉ có hạnh phúc là nguyên nhân. Mẹ không có cánh, không vòng thần, nhưng trong mắt con mẹ vẫn là thiên thần. Mẹ sợ rằng con hư hỏng, con biết từng chiều mẹ hay. Dành bì với lại Justin T. Gọi cái này cụ. Đám người xô bổ mẹ thấy ai đó đâm con bằng một con dao thép. Mẹ cố lao vào và che cho con mà khi có một con dao thép. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng trong một xã hội đầy nguy hiểm. Những cám dỗ, nghe lời mẹ trấn xa. Con không muốn đi lấy vợ để được mãi mãi bên cạnh mẹ. Vẫn chưa một lần báo hiếu mẹ suốt ngày bia bọt rượu trẻ. Tự cho lý do là tuổi trẻ. Nhưng mà sao thì đâu có mà mẹ có muốn thế. Lúc mẹ rồi chúng ta bảo là vì tuổi tóc hẳn lên đôi mắt. Dáng mẹ liêu siêu vì sức nặng. Và như cây đang ở trong lòng đang rồi với bạn, mẹ các trong nơi lo. Nàng đau đớn nhưng nổi lại bằng những hành động thường. Ba chị ơi làm gì hết? Làm như ba chị bỏ tay xuống dưới hết vậy. Quay tay lên coi, tay qua đầu coi. Giơ tay lên coi. Tay để dưới lên mới hiểu nha. Nam ơi, nhất bằng anh ơi. Vui.